Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Naso KHG. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Naso KHG cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Pua Sodium Chloride Bạc Nano Tinh dầu khuynh diệp Tinh dầu bạc hà Hệ đệm, nguyên tố vi lượng, nước tinh khiết vừa đủ Dạng bào chế Dung dịch xịt Công dụng dung dịch muối biển dạng phun xương phân tán đều trên niêm mạc mũi giúp vệ sinh, làm sạch, ngăn ngừa vi khuẩn, virus, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh lý mũi hay gặp, chảy mũi, ngạt mũi, viêm xoang. Sử dụng hàng ngày để vệ sinh mũi, loại bỏ chất nhờn, bụi bẩn động lại ở xoang, mũi của trẻ em, giúp thông thoáng mũi dễ thở, bú, ăn uống tốt hơn và mang lại cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng. Phù hợp cho người lớn sử dụng sản phẩm để vệ sinh mũi hàng ngày và phòng ngừa các bệnh tai mũi họng chống chỉ định người quá mẫn cảm với các thành phần có trong sản phẩm liều dùng đưa nhẹ đầu vòi phun xương vào từng bên mũi ấn nhẹ dứt khoát đầu vòi xịt dung dịch vào khoang mũi xịt đủ thể tích để dung dịch kéo theo chất nhầy bụi bẩn ra ngoài lau sạch đầu vòi sau khi sử dụng Xịt vệ sinh ngày 4 đến 6 lần khi đang có các bệnh lý về mũi. Xịt ngày 2 lần để vệ sinh và phòng ngừa các bệnh về mũi. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Thuốc chỉ được sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ khi mở nắp. Sau thời gian đó, bệnh nhân không nên dùng lọ thuốc cũ để tránh gặp phải các tác dụng không mong muốn. Sản phẩm không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược quốc tế Dolexpha Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Naso KHG, đồng thời biết cách sử dụng Naso KHG sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham